Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hachimon nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha anh em. Và rồi chúng ta bắt đầu thế nào? Chúng ta sẽ xem quảng cáo để thêm 28 quả trứng nữa. Quá tuyệt vời, hôm nọ mình cũng vừa xem quảng cáo để lấy thêm khoảng là 20 mấy hoặc là 40 mấy quả nhỉ, 48 quả trứng. Có thêm 28 quả trứng nữa thì quá nhiều trứng để chúng ta có thể chơi được anh em ơi. Tổng cộng mình sẽ tất cả là 70 nha anh em. Và mình sẽ vào cái shop này để mua cái này trước. Mua cái này trước, HP tăng cái một vài thứ lên. Sky Gem nhìn trông cũng vẻ khá là đẹp nhỉ. Ready for the battle. Bắn như hack vậy ta. Con này là kiểu con sói à, sói cửu vĩ à, nhìn đẹp nhỉ. Ok thì chúng ta sẽ đây Chocomil thêm được một cái rank nữa đây. Trứng bây giờ nhiều dã man anh em ơi. Hôm nay hy vọng sẽ tiến hóa lên một cái dạng gì đó mới. Nó là của con voi đúng không? Hôm nay có lẽ là sẽ lên một cái con mới anh em ơi. Có một rank 14 nó hơi bị yếu ấy. Nên tôi đã cố kết hợp để tạo ra một cái giống loài gì đấy nó mạnh hơn và nó bá đạo hơn à. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhiều thật sự luôn anh em, đông rất nhiều trứng luôn, rất là nhiều trứng. Mình đang cố gắng kết hợp để tạo ra trứng gọi là trứng xịn nhất, mấy quả trứng gọi là ngon nhất có thể trong này. Xem là tạo gì đây, lợn này. Oh my god, cho lên level này được tặng thêm khoảng 14 trái trứng nữa, quá được luôn. Rồi nhiều thế nhỉ, nhiều dã man luôn. Tôi để nó tự động nó kết hợp đi anh em, nó ra dạng gì dạng mình cũng không quan tâm lắm nhá. Có ra được cái dạng 20 hay không? Ô hổ anh em à, Similodon hổ răng kiếm dạng 1. Chúng ta có một con hổ răng kiếm dạng 1 nha. Bỏ con này đi. Đấy, hổ răng kiếm dạng 1. Bây giờ tôi cần một con rank nha, ít nhất là một con rank 17 nữa nha. 13 12. Rồi nó vẫn chỉ dừng ở cái dạng này thôi anh em, nó không vẫn chưa lên được quá nhiều. 10 game này, 20 game này, 10 game tiếp này. Ok thì chúng ta 14, 15, 13, 12. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái quốc map để đánh nhau cái nhỉ. Mình sang một cái màn Volcano nhá. Màn này màn Volcano có Lizard, có khủng long rồi, bắt đầu có khủng long rồi đấy. Khủng long này với khủng long xịn này anh em. Có cả tê giác luôn. Ui, nó khỏe thế. Qua map thì vẫn qua được thôi, nhưng mà sẽ không được hoàn hảo thôi anh em. Cái này có thời gian ngồi cày cuốc anh em cũng được. Có thời gian ngồi cày cuốc thì ngon. Được 2 sao à? Ảo thật đấy. Cho được có 2 sao thôi. Cho trở lại với cái range của chúng ta nào. Mới có 7 quả trứng anh em ơi. Vừng ơi mở ra nào. Thì tôi ngồi tôi quan sát một tí để xem là nó có cái gì xuất hiện hay không. Hai con rank 14 này, cho lên rank 15 luôn. Có hai rank 15 này. Hiện tại đang quá nhiều kiếm rồi anh em. Lấy hệ máu đi, 16 này. 16 thì vẫn chưa được. Phải nhất là 17 cơ. Phải nhất là 17. Không có quảng cáo xuất hiện ra. Và còn lâu mới lên level nha. Tôi cũng hy vọng là được thêm mấy quả trứng thôi. Chứ không quá hy vọng vào cái bọn kia. 13, 11.
12, 12, 13, 13. Không có 14 luôn. Đây không có 14 luôn. Đợi thôi. Game này là game phải đợi rồi, chắc chắn rồi. Đây là team hiện tại ra con này tận level 23 kìa. Nhìn chung cũng khá là được. Không có nỗi là tệ. Nhưng vấn đề mà được full 3 sao thì là khó nhá. Full 3 sao là cực kỳ khó khăn luôn. Attach. Oh. Khỏe phết nhở, khỏe đấy. Tấn công nó liên hoàn đấy anh em. Mà kiểu là chúng ta sẽ áp đảo, áp đảo đội hình của đối phương đi. Ấy, khỏe đấy. Còn một con Triceratops. Không chết. Mình úi ngủ. Đấy con voi à. Oh my god. Trận này tôi lại được 3 sao. Dị thật sự luôn anh em. Không ngờ luôn. Không ngờ trận này được 3 sao luôn. Ở đây có 6 quả trứng. Đợi một xíu để xem nó có cái gì bay qua đây không. Tôi đoán là sẽ có cái gì nó bay qua đây thôi. Trong khi đó mình ngồi mình kết hợp linh tinh vài con nhỉ. Yeah. 14 đây. 15 đây. Có 15 đâu. Mình không có 15. Khôn à? Nó vẫn có anh em nhá. Nó vẫn có tiền, nói chung là vẫn có nhiều thứ lắm. Kiếm thêm tiền để nâng cấp cái rank của cái trứng lên là đẹp. Ok, cái game này thì mình chơi rồi. Game này chán lắm, game kết hợp rồng này thật sự là rất là tệ, rất là chán luôn. Không hay lắm. Hay thì mình đã chơi thêm vài tập nhưng mà nó không hay. Nó không hề hay một tí nào. Wow, rồng bước bay loạn xe ngầu lên, sợ thật. Những game nào hay thì mình sẽ làm nhiều tập hơn, nhưng mà game này nó không hay. Thật sự là rất là chán nên mình không thích làm. Rồi, game nào hay thì tôi làm thôi, đơn giản đấy thôi. Oh, nice. Ok, ta sẽ kết hợp nhá. Cũng chưa có giống gì mới đâu. 26 nè. Đây rồi. Oh, wow, con hải cẩu anh em ơi. Oh my god, hải cẩu đẹp đấy. Nhìn là nó nâng cấp rồi cho team mình nó khỏe hơn, đội tội gì không? Có hai con 15. 16, 16 này thì không làm gì được, hiện tại là không đánh đâu được. Nha. Ok, lại trở lại với Volcano. Let's go man. Trận này mắc cái power lên cho nó khỏe. Ui, con thằn lằn đuôi gãy gãy lửa lửa đẹp thế nhờ. Yeah. Nhìn con mấy con chất phết, mấy con khá chất lượng. Nhờn. Ok, khỏe chưa cưng. Ôi, oh, nice, clear. Mình còn chưa chết team nào cơ. Ủa chứ, mình còn quên không bật tiếng à. Sorry, mình vừa xem xong cái quảng cáo mình quên không bật tiếng à. Mình toàn quên rồi đấy thôi. Anh em phải nhắc mình nha. Ui, đánh bất bại luôn ạ. Ok chưa? Ok, tín chưa? Tín vãi trưởng luôn. Này, nâng cấp lên cái nhìn giống xịn hẳn nha. Hổ ấy đẹp hẳn luôn. Sợ thật, được nó nha. Ok, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.